các bạn sinh viên. Tôi là Phạm Thanh Hằng, phụ trách bộ phận hành chính nhân sự tiền lương của công ty cổ phần Duy Minh. Công ty chúng tôi lại có thêm đợt tuyển dụng thực tập viên mới. Bạn đang là sinh viên học về hành chính nhân sự tiền lương, bạn muốn được thực tập trong môi trường doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình đang học. Và Duy Minh chính là môi trường có thể cho bạn kiến thức thực tế mà chưa chắc ở trường bạn đã có được. Ngoài ra, bạn muốn có người huấn luyện riêng cho bạn trong vòng 2 tháng. Bạn đã sẵn sàng dành 4 giờ trên ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần để học hỏi kinh nghiệm làm việc chưa? Và quan trọng hơn đó là tất cả đều được miễn phí tại đây. Vậy thì mời bạn hãy đăng ký thực tập tại công ty cổ phần Duy Minh vị trí hành chính nhân sự tiền lương. Tại đây, chúng tôi sẽ huấn luyện bạn được học những điều sau. Xây dựng bản kế hoạch cuộc đời. Tôi muốn hướng dẫn cho các bạn xây dựng kế hoạch cuộc đời để các bạn ngay từ bây giờ cũng có thể xác định rõ mục tiêu mà mình cần phải hướng tới. Nghe có vẻ là mơ hồ nhưng nó thật sự rất hữu ích không chỉ cho riêng tôi mà cho cả các bạn sau này nữa. Sau khi làm được bản kế hoạch này có nghĩa là bạn đã vạch ra cho tương lai của mình một con đường đi đúng đắn. Chính xác là với bản kế hoạch này nó sẽ giúp bạn xác định mục tiêu cuộc đời và kế hoạch để thực hiện ước mơ đó. Đây là điều cực kỳ quan trọng nhưng không ai dạy các bạn ở trường. Hoặc có thể các bạn cũng đã từng được nghe rất nhiều rằng phải có ước mơ, phải có mục tiêu nhưng lại không biết làm thế nào để thực hiện nó. Vậy hãy để chúng tôi giúp bạn xây dựng nó. Kiểm tra kỹ năng văn phòng. Hầu hết cả nhà tuyển dụng và những người giàu kinh nghiệm đều khẳng định rằng cách duy nhất để trau dồi kỹ năng là phải luyện tập, học hỏi thường xuyên, tạo cho mình một phản xạ tức thời mỗi khi gặp các tình huống cần thiết. Vậy kỹ năng là gì? Kỹ năng là năng lực hay khả năng chuyên biệt của một cá nhân về một hoặc nhiều khía cạnh nào đó được sử dụng để giải quyết tình huống hay công việc nào đó phát sinh trong cuộc sống. Kỹ năng gồm hai loại đó là kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Kỹ năng cứng chính là cách sự thành thạo trong sử dụng các phần mềm ứng dụng, ví dụ nói một ngoại ngữ hay tính toán v.v. Kỹ năng mềm chính là các kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng sống hay cách ứng xử v.v. Cả hai kỹ năng này đều không thể thiếu đối với công việc hay trong cuộc sống của bạn. Đến với Duy Minh, bạn cũng sẽ được học các kỹ năng này. Hướng dẫn thực hành chuyên môn hành trình nhân sự tiền lương, tôi sẽ nói chi tiết ở phần sau cho các bạn. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp. Bạn đừng lo về việc bài luận của bạn vì chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn để đạt được kết quả tốt nhất. Nhưng điều chúng tôi mong muốn không chỉ là ở bản thực tập đẹp, điểm cao của các bạn, mà cái chúng tôi kỳ vọng là sau khóa thực tập tại công ty Duy Minh, ít nhất bạn cũng có được kiến thức thực tế và đi xin việc dễ dàng. Hướng dẫn làm hồ sơ xin việc và bí quyết xin việc là một phần cực kỳ quan trọng đối với một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường khi đi xin việc mà chưa có chút kinh nghiệm nào. Một CV đẹp, một bí quyết hay sẽ giúp bạn có cơ hội nhanh chóng tìm được việc. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn hoàn thiện điều này. Viết thư giới thiệu hỗ trợ xin việc. Có lẽ các bạn sẽ hỏi, đã thực tập rồi, có xác nhận của công ty nơi thực tập là đủ thì cần gì thư giới thiệu? Nhưng ý nghĩ này sẽ là hoàn toàn sai. Bức thư mà chúng tôi giới thiệu bạn nó như một bản tóm tắt ghi lại quá trình bạn đã được học gì ở công ty chúng tôi. Bạn có những ưu nhược điểm gì, bạn có tố chất gì nổi trội, chính là một trong những nhân tố để các nhà tuyển dụng đánh giá và đưa ra quyết định có chọn bạn cho vị trí của họ hay không. Thực hành chuyên môn hành chính nhân sự tiền lương. Sau đây tôi xin quay lại phần chi tiết về việc chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hành chuyên môn như thế nào. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các mục sau. Bằng kỹ năng văn phòng, bạn sẽ học cách tư duy logic, nhận công việc và hoàn thành đúng hạn. Đây là tiêu chí cực kỳ quan trọng vì nếu bạn tư duy logic tốt, điều đó có nghĩa là bạn sẽ tránh được sai sót trong quá trình làm việc. Công việc của bạn sẽ được sắp xếp khoa học hợp lý và sẽ luôn hoàn thành đúng hạn. Điều này thì không phải ai cũng làm được, kể cả những người đã có kinh nghiệm và với các bạn sinh viên lại càng phải học hỏi thêm. Soạn thảo văn bản và thực hiện theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Để soạn thảo văn bản đúng theo quy cách quả là điều không hề dễ dàng, kể cả nếu bạn học khá tin học ở trường thì bạn vẫn phải học lại điều này khi vào thực tế công việc. Kỹ năng hòa nhập với các thành viên trong môi trường làm việc. Dù bạn đi học hay bạn đi làm thì sự hòa nhập với môi trường làm việc là không thể thiếu. Vì nếu như bạn không hòa nhập thì có nghĩa là bạn đang tự tách mình ra và tự đào thải mình trong môi trường đó. Làm quen các con dấu, đóng dấu đúng vào hợp đồng và chứng từ theo đúng quy cách. Như bạn nghĩ, đóng dấu hóa đơn chứng từ thì có gì là khó, nhưng thực tế có những bạn còn chưa nhìn thấy con dấu bao giờ. Vậy thì làm sao các bạn có thể đóng dấu được đúng quy cách?
Vậy hãy học từ ngay những việc tưởng như đơn giản và dễ dàng này nhé. Vì học để hiểu biết thêm không bao giờ là thừa cả. Bằng quản lý công văn đi đến, quản lý bằng bản mềm trên hệ thống, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách hệ thống hóa các công văn bằng số hóa trên bản mềm như thế nào. Quản lý bằng bản cứng, hệ thống hóa các công văn bằng bảng cứng và sắp xếp khoa học theo thứ tự dễ tìm kiếm là không hề đơn giản. Bạn cũng phải học điều này. Các quy chuẩn lưu trữ công văn đi đến theo ISO. Chúng tôi áp dụng quy trình ISO vào quản lý công văn cho nên các công văn chứng từ đều được lưu trữ theo một quy chuẩn nhất định. Cách phân loại công văn đi đến. Việc phân loại công văn đi đến đều phải được thực hiện theo đúng quy cách và theo đúng chuẩn ISO. Và bạn sẽ phải học điều này. Mảng lương và hợp đồng lao động. Bạn sẽ học cách chấm công và làm lương. Đối với bất kỳ một bạn sinh viên nào thì việc được học thực tế từ doanh nghiệp cách tính lương, thưởng, chế độ, phúc lợi cho người lao động, tôi nghĩ đó là điều thật tuyệt vời. Vì thực tế, không ít các công ty họ không có nhiều thời gian để hướng dẫn cho bạn. Nhưng thực tập ở Vinmin thì lại hoàn toàn khác. Chúng tôi sẽ cho bạn kiến thức thực tế, chỉ có điều là bạn sẽ áp dụng nó như thế nào mà thôi. Tìm hiểu luật lao động và soạn thảo hợp đồng lao động. Học cách làm lương, các chế độ đã đủ đau đầu, giờ lại phải học luật lao động thì quả là nhàm chán. Nhưng bắt buộc bạn phải tìm hiểu điều này, vì chỉ có tìm hiểu học hỏi nhiều mới giúp bạn áp dụng tốt. Đó là điều chúng tôi muốn dạy bạn cách tìm hiểu thông tin. Cách lưu trữ hồ sơ nhân viên. Trong mảng nhân sự thì việc lưu trữ lại toàn bộ hồ sơ nhân viên thì không thể thiếu đối với bất kỳ công ty nào. Vì căn cứ vào đó bạn mới đánh giá được từ trình độ chuyên môn, thông tin cá nhân, hợp đồng lao động, sự thăng tiến, vân vân của một nhân viên. Chúng tôi cũng muốn bạn học điều này. Mảng bảo hiểm xã hội là một mảng việc rất quan trọng không thể thiếu đối với một doanh nghiệp vì nó liên quan đến chế độ của người lao động. Nó không khó nhưng cũng đòi hỏi bạn phải học hỏi, tìm hiểu và cập nhật các thông tin mới nhất về bảo hiểm xã hội cùng với các form biểu mẫu, các trường hợp phải xử lý cho người lao động, vân vân, để giải quyết chế độ cho người lao động một cách nhanh chóng và đúng với luật bảo hiểm xã hội quy định. Ngoài ra, tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều áp dụng khai báo bảo hiểm xã hội trên phần mềm. Với một doanh nghiệp nhỏ thì trường hợp phát sinh sẽ không nhiều, không tốn thời gian xử lý. Nhưng với một doanh nghiệp có khối lượng nhân viên lớn thì đây chính là một mảng công việc lớn. Do đó, chúng tôi cũng muốn hướng dẫn bạn để bạn biết về điều này. Và chúng tôi cũng sẽ chỉ cách bạn lưu trữ chứng từ bảo hiểm xã hội như thế nào. Quản lý quỹ tiền mặt. Bạn sẽ được học cách thu chi tiền mặt, đối chiếu sổ quỹ, kiểm kê quỹ. Nhìn vào đầu mục công việc thì bạn nghĩ chắc mảng này sẽ khó và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên đối với tôi thì mảng quản lý quỹ tiền mặt lại là mảng khá dễ so với những mảng công việc khác. Chỉ có điều khi làm thực tế, bạn phải biết cách sắp xếp hợp lý để việc thu chi không làm ảnh hưởng tới các công việc khác của bạn và đòi hỏi phải thu chi một cách chính xác. Hoặc kiểm tra và đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp. Kiểm tra và đối chiếu công nợ giúp bạn rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận. Nếu bạn bỏ sót hoặc không để ý sẽ dẫn đến việc sai số liệu và sẽ tốn thời gian để tìm ra nó. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các cách làm để bạn tránh được điều này. Làm đề nghị thanh toán. Đây là một công việc thường ngày của một thủ quỹ và là một khâu trong quy trình quản lý quỹ tiền mặt mà bạn cần phải học. Với tất cả những điều trên, tại sao bạn lại lựa chọn đến Duy Minh để thực tập? Tôi sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này. Công ty cổ phần Duy Minh được thành lập năm 2006, là một trong những đơn vị xuất khẩu cồn danh tiếng nhất Việt Nam, có 11 năm kinh nghiệm xuất khẩu cồn thiên nhiên tại 21 quốc gia trên thế giới. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo tại trang web www.duyminhgsc.com. Ngoài ra, Duy Minh còn là thành viên vàng 10 năm của Alibaba.com, trong đó 2 năm là Trustpath Member, 8 năm là Gold Supplier, là thành viên uy tín của VCCI, được cấp chứng chỉ ISO 9001-2015 và có 7 năm áp dụng. Với những kiến thức mà chúng tôi hướng dẫn cho bạn thì sau 2 tháng thực tập tại Duy Minh bạn sẽ gặt hái được những thành quả gì? Thứ nhất, bạn sẽ hiểu rõ bản thân và biết lập kế hoạch cuộc đời. Bạn sẽ hiểu được rằng bạn là ai, bạn sẽ phải làm gì, ai sẽ là người giúp bạn, bạn sẽ làm như thế nào và bạn phải làm trong bao lâu. Đây là cách chúng tôi vận dụng phương thức 5W1H để hướng dẫn cho bạn.
Thứ hai, bạn dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc mới. Đây chính là kỹ năng sống mà chúng tôi hướng dẫn cho bạn. Và cuối cùng, bạn sẽ nhanh chóng tìm được công việc đúng chuyên ngành mà bạn mong muốn. Đây không chỉ là thành quả dành cho bạn mà nó cũng chính là sự thành công của chúng tôi sau khi hướng dẫn bạn. Thời gian thực tập chúng tôi yêu cầu đối với mỗi ứng viên thực tập đó là 2 tháng, từ thứ 2 đến thứ 6 trừ các ngày lễ Tết theo luật định. Số giờ thực tập của bạn sẽ là 4 giờ trên ngày. Bạn chọn có thời gian 2 tháng để cùng làm việc, cùng học với chúng tôi. Do đó đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy nộp hồ sơ ngay vì chúng tôi chỉ chọn một người may mắn trong số bạn. Mọi chi tiết xin vui lòng đọc tại www.duyminhgsc.com hoặc gửi email tới admin@duyminhgsc.com.vn. Chúng tôi luôn chào đón bạn đến với Duy Minh. Xin cảm ơn.